Giờ đang 26 xin kính chào quý vị. Thưa quý vị có thấy gì phía sau lưng tôi không ạ? Đó là hình ảnh của đồi cù Đà Lạt. Một đồi cù đã bị nham nhở, đã bị cày xới, đã bị san lấp. Có người nói rằng đồi cù Đà Lạt đã bị lóc da lóc thịt, thật là đau đớn và xót xa, phải không ạ? Hôm nay thì diễn đàn 26 xin nói về một câu chuyện buồn. Câu chuyện buồn này và coi đó là cái tiếng than thở của cỏ, của cây đồi cù Đà Lạt. Và đó cũng được coi là cái tiếng lòng của những người yêu Đà Lạt, trong đó có cả tôi, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, cái câu chuyện này thì báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên và nhiều tờ báo khác đã lên tiếng từ lâu rồi. Và người dân á, thì thưa quý vị, là rất nhiều người không có đồng tình, không có ủng hộ. Và tôi là hoàn toàn không có ủng hộ cho cái việc mà xây dựng cái công trình ở trên cái đồi cù Đà Lạt. Nên nhớ rằng đồi cù đó, thưa quý vị, là một danh thắng có 102 nằm ở trung tâm thành phố Đà Lạt. Đây là nơi ghi dấu rất là nhiều kỷ niệm đẹp và không có thể nói là không bao giờ phai mờ trong lòng của không biết bao nhiêu người, trong đó là có người Đà Lạt và cả du khách nữa, đặc biệt là những người đã từng học đại học ở Đà Lạt. Đồi cù, thưa quý vị, đồi cù thì nó còn được ví là trái tim, là hơi thở của thành phố Đà Lạt nữa. Không có đồi cù thì Đà Lạt không còn đáng yêu nhiều nữa. Đồi cù và Hồ Xuân Hương đó là một cặp đôi cực kỳ hoàn hảo. Nó làm nên thương hiệu không gì thay thế được. Nó làm nên cái giá trị cho Đà Lạt, góp phần làm nên giá trị Đà Lạt, thưa quý vị. Đồi cù là cái gì? Đồi cù là thơ, là nhạc, là họa, là nơi dành cho các nghệ sĩ sáng tạo. Đồi cù từ lâu được coi là cái tài sản của quốc gia, là cái thứ tài sản về mặt tinh thần không thể mua, không thể đổi bằng một cái thứ vật chất nào khác. Bởi vậy cho nên là người Đà Lạt thì nâng niu đồi cù. Người Đà Lạt tự hào về đồi cù. Người Đà Lạt cả xưa và nay á, thì đều có cái ý thức gìn giữ đồi cù như là gìn giữ báu vật cho mình và cho cả thiên hạ nữa. Tuyệt nhiên đồi cù không phải là của riêng ai hay là của bất kỳ ai. Vậy mà không hiểu sao đó, người ta lại cày xới một mảng lớn của đồi cù để xây trên đó một cái tổ hợp công trình rất đồ sộ cho cái gọi là công trình của tòa nhà câu lạc bộ golf thuộc đồi cù Đà Lạt. Thành viên của câu lạc bộ golf sao mà to thế ạ? Tôi không hiểu sao người ta cả gan nhồi khối bê tông đồ sộ trên một cái diện tích vô cùng lớn. Nó phá nát một cái mảng xanh khá lớn ở giữa đồi cù của Đà Lạt. Nhưng tôi cũng không hiểu sao đó. Người ta lại đành đoạn dùng bê tông đâm vào trái tim của thành phố. Ai đã làm điều này? Kính thưa quý vị, đó là cái công ty cổ phần Hoàng gia Đà Lạt. Ở đây cũng xin nói rõ với quý vị là cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đó đã xác định rằng bên trong cái đồi cù này là có hai khối công trình lớn. Cái khối công trình thứ nhất là có diện tích rộng tới 6.120 m2. Cái này là cái công trình được cấp phép, thưa quý vị. 6.120 m2 là cái công trình được cấp phép. Tuy nhiên trong quá trình xây dựng đó thì chủ đầu tư đã cho xây vượt cái diện tích và xây trái phép là hơn 3.300 m2 nữa. Nghĩa là công ty cổ phần Hoàng gia Đà Lạt đó đã mở rộng cái phần bê tông xây trái phép trên 3.300 m2 đất ở đây. Kính thưa quý vị, còn cái khối công trình thứ hai đó thì cái khối công trình này cũng không có giấy phép luôn.
nó cũng được xây dựng rất là quy mô, rất là đồ sộ, trên cái diện tích là hơn 4.400 m². Và theo thiết kế là có thể là 4 tầng nổi, tức là nổi trên cái mặt mặt đất của đồi Cù, thưa quý vị. Tổng diện tích sàn xây dựng trái phép của riêng cái công trình thứ hai này đó là hơn 17.000 m², và người ta tính bằng 1,7 hecta. Theo ghi nhận từ cái kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng đó, thì công ty Hoàng Gia Đà Lạt sẽ phải tháo dỡ tổng cộng là 20.000 m², tức là 2 hecta xây dựng trái phép trên đồi Cù Đà Lạt. Thưa quý vị, cái việc yêu cầu đình chỉ thi công này và tháo dỡ đó thì đã được phường 1 thành phố Đà Lạt rồi tổ chức kiểm tra giám sát, và thành phố Đà Lạt đã ban hành nhiều văn bản thì đình chỉ thi công, tháo dỡ công trình. Nhưng mà có vẻ như là cái chủ đầu tư công trình này đã tỏ ý xem thường và không chấp hành, vẫn tiếp tục xây dựng, thưa quý vị. Không những chỉ xem thường cấp phường, cấp thành phố, mà chủ đầu tư công trình này đó thì còn xem thường cả sở xây dựng, khi mà sở xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành cái quyết định và thông báo về việc kiểm tra công trình. Nhưng mà cái công ty này thì không có hợp tác, thưa quý vị, không có hợp tác. Đã thế, chỉ sau có một ngày khi mà sở xây dựng tỉnh Lâm Đồng mà ra cái thông báo đó, ra cái quyết định như vậy đó, thì chỉ sau có một ngày thôi, một ngày hôm sau thì cái công ty này lại làm cái văn bản xin hoãn kiểm tra công trình, hoãn kiểm tra công trình. Mới đây thì ngày 11 tháng 1 năm 2024, thưa quý vị, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có cái văn bản giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt khẩn trương tiến hành mọi cái thủ tục cần thiết, yêu cầu chủ đầu tư tự tháo dỡ, và hạn cuối là ngày 25 tháng 1 năm 2024. Văn bản này cũng nói rất rõ là trong cái trường hợp mà chủ đầu tư không tự tháo dỡ đó thì tiến hành cưỡng chế và hoàn thành là chậm nhất là vào ngày 15 tháng 2 năm 2024. Thế là từ văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh thì ngày 12 tháng 1 năm 2024, tức là sau đó một ngày, thưa quý vị, là Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt đã ra cái văn bản, ra tiếp một cái văn bản là đốc thúc chủ đầu tư phải tự tháo dỡ và phải hoàn thành trước ngày 25 tháng 1 năm 2024. Nếu như một quá thời hạn nữa trên đó thì sẽ tiến hành cưỡng chế, thưa quý vị. Tôi thì tôi hoàn toàn ủng hộ cái việc đình chỉ thi công và yêu cầu tháo dỡ cái công trình này. Nhưng là 26 cho rằng hai cái khối công trình này không thể tồn tại, kể cả là cái phần đã cấp giấy phép, kể cả phần đã cấp giấy phép. Nhưng vì sao như vậy ạ? Là vì nếu như mà hai khối công trình này tồn tại thì niềm tin của người dân Đà Lạt vào đảng bộ và chính quyền tỉnh Lâm Đồng, cũng như là đảng bộ và chính quyền của thành phố Đà Lạt sẽ sụt giảm rất là nhiều, hoặc là sẽ mất đi, thưa quý vị. Đây là cái điều không thể, đây là điều không thể và không bao giờ được phép đánh đổi. Hãy đừng làm cái điều đó khi mà Đà Lạt còn thừa đất để làm cái khối công trình như vậy ở một nơi khác chứ không phải là đồi Cù. Thưa quý vị, tôi xin lưu ý rằng từ trước đến giờ toàn bộ cái diện tích đồi Cù á thì dường như được mặc định ở trong lòng người dân Đà Lạt đó là cái phần diện tích bất kiến tạo. Và trong cái đồ án quy hoạch Đà Lạt từ những năm 30-40 thế kỷ trước, thưa quý vị, thì người Pháp họ cũng đã định hình như vậy rồi, nghĩa là không cho phép xây dựng. Cho nên từ đó về sau đó thì không có một cái công trình nào được phép xây dựng trên khu vực này cả. Bao thế hệ người Đà Lạt và cả du khách đến Đà Lạt đó, thưa quý vị, cũng đều không có muốn, không nỡ làm lỡ lối cái đồi Cù. Và tôi cũng xin lưu ý rằng
Đôi cầu Đà Lạt đang sở hữu cái kỷ lục top 10 sân golf được nhiều du khách yêu thích nhất. Cái việc cái kỷ lục này đã xác lập từ hơn chục năm nay rồi thưa quý vị. Vì vậy cho nên là quan điểm của diễn đàn 26 thì ngoài cái việc tháo dỡ 20.000 m2 xây dựng trái phép thì cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh nên xem xét lại cái phần cấp phép hơn 6.000 m2 xây dựng. Vì theo tôi đó, cái công trình này cũng không thể tồn tại và không thể đánh đổi được. Diễn đàn 26 nghĩ rằng điều kiện khả dĩ có thể chấp nhận được khi và chỉ khi đó là cái công trình ngầm, cái công trình không lộ thiên. Nghĩa là cái công trình đó phải đảm bảo rằng không phá vỡ cái địa hình, không làm tổn hại không gian xanh và không làm không gian xanh của đồi cù Đà Lạt và không làm ô uế cái nguồn nước Hồ Xuân Hương. Và đó là cái quan điểm của diễn đàn 26 về cái câu chuyện buồn đồi cù Đà Lạt. Mong rằng các cái cơ quan chức năng của thành phố Đà Lạt và của tỉnh Lâm Đồng hãy quyết liệt vào cuộc hơn nữa, sớm xóa lành cái vết thương và sớm trả lại màu xanh cho đồi cù Đà Lạt. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.